Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại Thánh Sủi LTL. Thì mình sẽ chơi một trò Pokemon được mình tái làm lại lần thứ hai là Pokemon Moon Pack 2 các bạn. Ở tập trước đây coi đây cái cũng là cái con game mà khởi đầu cái kênh của mình luôn các bạn. Thì hồi xưa lúc đó mình chưa có kinh nghiệm quay video đó bạn, nên quay cứ là hầu như là hình ảnh rất là tệ, cũng như là cái bản hồi trước nó cũng là chưa có là bản complete gì đó bạn. Rồi, nên có một số đường thì các bạn mà có thể sẽ có sự thay đổi như sự kiện Legendary đồ. Các bạn hầu như là đến giờ đến nay các bạn cũng không biết cách mở hay sao các bạn. Mình thấy các bạn cũng gửi cái comment cho mình nói là mình chơi bản này nhưng mà lại không thấy Legend như những video mình làm. Rồi ok, thì bây giờ thì mình sẽ chơi lại bản Moon Pack 2 ở version là 4.2.3 nha các bạn, là bản cuối cùng. Hiện giờ là chưa thấy bản nào mới nhất, hiện giờ là bản cuối cùng của bà Moon Pack 2 các bạn. Rồi, bộ game các bạn. Đâu, xem coi sau những cái bản 4.0 thì con game này có gì thay đổi nha bạn. Mình nghĩ là chắc không có gì thay đổi đâu bạn. Được cập nhật thêm Gen 8 thôi bạn. Moon Pack 2 ở Sun White 2, các bạn có phải Sun White 2 nữa ở các bạn đính chính cho mình xem coi có bản Sun White 2 không bạn. Nếu có bản Sun White 2 thì thử tải bản Sun White 2 về chơi thử các bạn. Vẫn là nhân vật quen thuộc chúng ta. Gen 7 các bạn. Hy vọng là mình sẽ làm tốt hơn so với hồi xưa của mình làm các bạn. Bây giờ mình có đủ ít kinh nghiệm về edit các kiểu rồi. Ok, để sẵn tên các bạn. Tại trên cộng đồng mình thấy là bản chỉ có bản Moon Pack 2 thôi chứ làm gì có bản Sun White 2 các bạn đúng không? Nếu mà nhà phát triển có làm con Sun White 2 thì đáng để thử đó bạn. Nhưng mà trước mắt là mình sẽ làm Moon Pack 2 thôi. Làm lại lần thứ hai ở bản cập nhật phiên bản mới. Mình đang chơi vào buổi tối nha các bạn. Thì trong game hiện giờ là nó mới là buổi chiều thôi các bạn. Nhìn nó chưa phải là tối. Nó mới là trời bắt đầu ẩn chiều các bạn. Các bạn thấy thì đây chính là mình đây. Bên này là hướng dẫn cũ đúng không các bạn? Có option. Option thì các bạn có thể chỉnh spot đi. Show, ok. Gặp Bidika đúng không? Gặp Bidika đi lấy Pokemon. Mình nghĩ là về nếu mà về về cốt truyện để mà đi như thế nào thì mình nghĩ các bạn hầu như các bạn đã biết rồi, chứ không phải không biết đâu bạn. Có một số bạn thì không biết thì gì thôi, kẹt đâu đó cần mà giải đáp thắc mắc thôi bạn. Chứ còn nếu mà để mà chơi con game này mà không gì thắc mắc, nếu bỏ qua những cái khác nha, nếu mà gọi đi thuần về cái cốt truyện thì mình nghĩ là ai sẽ làm được các bạn. Đồ quả được cải tiến thêm một biến đúng không các bạn? Đây là mình sẽ nói chuyện với thằng này đây.
để mở chế độ những cái chế độ của game này. Black City. Chung là không biết hướng đi gì đâu, chỉ cho miếng chìa khóa mở mấy chế độ chơi game thôi. Trước giờ đều được cho ở cái bảng đầu tiên mình chơi, mình chọn Listen đúng không các bạn? Nhưng sau đó là mình đã bỏ luôn, mình không có chân Saturday luôn á. Opilot chỉ góc chế thêm 7 là chỉ có ấn tượng những cái gầu led thôi bạn. Bây giờ con Listen với con Listen khá mạnh, vậy sao? Nhưng mà mình lại không thích chơi các bạn. Chơi bản cũ mình cũng đã bỏ, không chơi cũng sắp tới luôn. Phải, Early Bird à. Rồi Pokemon có thể thức dậy rất nhanh do khi ngủ. Nó không phải là cái ability mà dành cho những con Starter ta. Đặc biệt cái bậc DT mà bị giảm máu xuống dưới 5% mà tăng đam của hệ đó. Thường mấy con Saturn nó có hay có cái BT đó bạn. Không sao, không vấn đề gì. Để mình no problem. Nào, mấy em đầu chiên với thằng Galleon thôi. Đầu game mình có thể thua Galleon chứ còn mà giữ game cũng là thua được. Đó, ability Intimidate. Hay đấy. Đặt vị trí vậy. Đó nó cũng nhanh hơn mình rồi. Ủa phải. Mình sợ cái này là đó. Mình biết mà, đầu game là mình sẽ thấy thua nó chắc luôn. Tại nó có Ember. Tại đằng nào mà nó sử dụng cho Ember mình cũng die các bạn. Không có cách nào đánh thắng được con Listen nó có Ember đâu. Thank you.
giờ mới được đây gì chạy đây. Greninja. Và sao mắt. Bản đồ vùng Unova các bạn. Nó không có chế độ tự động chạy các bạn ha. Tự động chạy là giống như mấy game khác thì đã phải giữ nút mà. Để giữ nút đi chạy nhà tiện hơn. Mình nhớ vừa qua đây là được cho cái chiếc xe đạp luôn rồi bạn. Đấy, cho chiếc xe đạp bạn. Một cái rider. Thì ông nói là chúng ta thể chạy xe thôi, không muốn đi gì đâu. Bật lên thôi bạn. Resistor này. Đấy, chạy ẹn. Tốc độ sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Cho bạn nào không biết thì bản Mumpachu là cái bản sự kiện xa 2 năm sau của bản Black and White 2, Black and White đầu tiên. Game là dễ mà. Aloha Gatata. Phải công nhận đều là con gao lép mình speed thấp thật. Ôi giời, gặp con chim này nữa rồi, thôi thua đấy. Còn champion cũ đây bạn, champion bên vùng Black and White đây. Lúc này ông ta đã không còn là champion của vùng Unova nữa rồi các bạn. Thank you.
các bạn hồi trước nói mình là không biết cách tiến hóa con rốc cấp hành dạng hoàng hôn các bạn, thì sử dụng cái mà được tặng để tiến hóa thôi bạn, chứ không cần làm gì đâu. Trừ khi các bạn muốn tiến hóa hành dạng bóng tối hay gì thì các bạn cho nói gì thôi. Mẹ ơi, mấy con này đánh mạnh lắm nha bạn, đùa được đâu. Rồi vãi thật, tốc độ nó bằng hơn mình đấy, đại luôn rồi, vãi thật. Thời xuân ok, không sao, không vấn đề gì. Chả vấn đề gì. Đành ngồi để cày level thêm xíu à. Cày level 1-2 con đây. Level thấp quá. Con game này bây giờ mà để các bạn xuất hiện những con Legendary là các bạn phải mở cái cốt truyện liên quan tới nó thì nó mới xuất hiện nha các bạn. Nó phải cập nhật cái là mới, chứ không phải là như bản cũ mình là kia đã đánh thần tứ thiên dương là nó tự động xuất hiện đó các bạn. Tiếp cái Intimidate. Các bạn đã chơi chế độ Challenge Mode này, chọn chế độ Hard It mới thú vị. Tức là tăng độ khó game lên đấy. Vãi, con này nó không up speed được đây sao mà. Ê ơi. Speed gì đâu có 9 điểm. Đúng là tốc độ con này thực dạng là chậm thiệt. Những cái con speed thấp thế này chúng ta nên ưu tiên cho nó những cái quick cloud để lấy tool. Đầu game này, con game này có vẻ là khá là chán đó bạn, nhưng mà về sau các bạn chơi sẽ thấy là khá vui á.
khá là gây hứng thích. Đầu game thì tại vì có nhiều cái nhiệm vụ đầu game làm, với lại tiến độ của game cũng khá là chậm nên các bạn cảm thấy hơi chán. Sự tốc độ chán thiệt chứ. Tôi quần nhóc này 2 lần rồi đó. Một game Pokemon mà Poison Ball gì mua bạn. Trời đất ơi. Thiệt luôn á. Bản chơi Legend Mod này mình đánh giá là mạnh đấy. Như là nếu đúng là có một cái poison trong cái này đúng không? Mèo còn không có luôn. Không có luôn. Ok. Rồi. Mình ghim con game này ở chỗ những cái thằng khứa này các bạn. Tiền đó. Một phần này cũng do mình chọn Sater là hệ cỏ thì đầu game cũng hơi thọ một xíu bạn. Con game này nói chung là sẽ có một cái mon ẩn nha bạn. Nó tỷ lệ là bắt là 1% trong những cái đám mà Pokemon xuất hiện ở ngoài này. Nên các bạn sẽ khó tìm rất là kỹ thì các bạn mới xuất hiện những con Pokemon hiếm bạn. Mình không khuyến khích các bạn tìm đâu. Nhớ không làm ở trong ngay bụi cỏ này là có con ba roi 1% đó mày. Hồi trước mình từng gặp rồi.
thì chưa phải ma vậy. Chỗ này mới có chiếc wheel đầu tiên thì chúng ta mới hay bước qua đây rồi. Viên đá có cái đồ chiếu đồ ẩn nữa. Chỗ này thì phải đợi mùa thu có lá ngập ở đây các bạn mới hay đi được nha. Vậy thì quay về hưu phát đã. Đây, gấp rút gan đây. Trên này sẽ có hai vợ chồng nhờ chúng ta tìm gấp rút về các bạn. Taylor. Phải thiệt. Mình sẽ ở đây bắt con góc rút trước các bạn. Kiếm góc rút đây bắt. Ui rồi ơi, EV luôn này. Ai bỏ đây. Tại vì góc ở đây có EV đó chứ. Ok cũng được. Có EV đầu game cũng là hợp lý đó các bạn. Đỡ phải tới cái thành phố kia lên chứ bắt tạm mấy shiny không. Cái bắt đại. Gặp thì bắt các bạn, cho rồi bắt thôi. Sao giờ. Oh my god. Vấn đề là bắt được hay không. Thường EV đầu game khó bắt lắm bạn. Đó. Cho nó 30 trái banh lần à, ngon dữ trời. Ok. Cái này là game cho các bạn, không phải là mình thích bắt đâu nha. Game nó cho EV nha các bạn. Cái mà con từng tìm thì chưa thấy đâu. Con không tìm thì lại xuất hiện. Đâu, con rốc rốc đâu. Nhớ chỗ này có mà. Đây, nó đây. Ồ, con rốc cái luôn này. Ôi trời, con này rất dễ thương chứ nhờ. Kiểu như được làm lại đều quả mà. Giờ quả. Ok
Lãng quạng họ tìm thấy con cúc shiny luôn nè. Đúng là cười sặc xỉu luôn các bạn. Khoan, con game này khi bắt Pokemon được tìa, được tăng kinh nghiệm không nhỉ? Mày ấy bắt Eevee không để ý các bạn. Ồ, không có rồi. Nhưng mà gặp bắt chơi thôi. Xíu quẩy hồi tìm được shiny gốc rút mà ngồi cười luôn nè. Gốc rút gì tầng cái không vậy trời. Ow. Oh my god. Yeah, con gấu quốc được có chiêu spy rồi. Được. Tìm con đực mới được. Bây giờ mình sẽ tìm cho được con gấu rút mới được. Cây cú vãi. Được coi. Tầng cái không vậy? Đã heo. Sao là có quốc cái không vậy? Oh, Yulu. Oh, yeah. Oh, yeah, yeah. Cái con mà mình nghĩ không cần bắt thì không chưa tìm hiện giờ thì nó xuất hiện rồi các bạn. Ok. Had to lose, tức là ghét thua. Đây, gặp lúc này 8. Nãy giờ mới gặp đúng con gốc đực này các bạn. Ây dạ, bây giờ nó cẩu sực squat mày nè. Ok. Vậy thôi, giờ đủ rồi. Mấy con mình không nghĩ sẽ có là bắt được hết rồi. Tập game suôn sẻ nha. Sẽ đi bộ ship Pokemon. À, bỏ Pichu đi. Cần thấy Pichu đâu. Đây
Rồi, ok, mình xin kết thúc clip đây đi. Hẹn các bạn trong clip về Pokemon Moon Pikachu tập tiếp theo nha. Bye bye. Mình sẽ tiếp tục đi săn con Goku Shiny trong tập này. Hy vọng mình sẽ tìm được nha các bạn. Bye bye.